Xin mời chào tất cả cô chú anh chị nhé. Thịnh xin phép làm video này và sẽ hướng dẫn cho quý khách hàng và cô chú anh chị chúng ta một cái sản phẩm ung dung sống trọn, bảo vệ cái bệnh ung thư của công ty bảo hiểm nhân thọ MB của Ngân hàng Quân đội. Thì Thịnh sẽ hướng dẫn cho cô chú anh chị chúng ta biết những ai mà muốn tham gia cái gói sản phẩm bảo vệ bệnh ung thư. Ta nói là khi không may mà ung thư thì ít nhất là không bị ung thư về tài chính, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì của công ty bảo hiểm nhân thọ MB Exit Life của quân đội có một cái sản phẩm rất chi là tiện ích và giúp cho quý khách hàng chúng ta yên tâm trong cái cuộc sống. Nếu màu hồng thì không nói làm gì, nhưng mà nếu giả sử như không may bị mắc cái bệnh hiểm nghèo thì ít nhất là cũng không bị ung thư về tài chính. Ở đây ạ, thì hiện tại thì quý cô công quý vị cho chúng ta biết là ở trên cái giao diện á, ở trên giao diện của công ty nhá, đây là cái trang web giao diện của công ty sẽ có tất cả các cái thông tin mà cô chú anh chị chúng ta nắm bắt văn phòng, các cái nội dung văn phòng, và để tạo ra cái bảng minh họa, tức là để mua cái sản phẩm. Đấy, thì như vậy là chúng ta chọn vào cái nội dung là sản phẩm ung dung sống trọn. Trong cái sản phẩm ung dung sống trọn này thì chúng ta sẽ điền một số các cái thông tin, đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là Thịnh sẽ mua lấy cái thông tin của Lê Văn Thịnh đấy ạ. Giấy tờ là chứng minh thư nhân dân. Xong nó chọn là nam. Số giấy tờ tùy thân. Và chúng ta sẽ đánh cái ngày tháng năm sinh ở đây. Tiếp theo là chúng ta đánh cái ngày cấp của cái chứng minh thư nhân dân. Rồi, ok, nâng cấp thì chúng ta đánh là Thanh Hóa. Thì sau khi mà chúng ta điền tất cả các thông tin này thì sẽ chuyển về cho công ty, là công ty xác nhận cái thông tin của chúng ta. Và nếu mà chúng ta mà có cần chỉnh sửa gì thì chúng ta chỉnh sửa này. Nếu thông tin của chúng ta chính xác rồi thì chúng ta sẽ xác nhận. Và tiếp theo là chúng ta sẽ mua các cái gói, đúng không ạ? Hiện nay thì cái sản phẩm ung dung sống trọn là có 3 gói. Gói bảo vệ 100 triệu, bảo vệ 300 triệu, bảo vệ 500 triệu. Thì ví dụ như là Thịnh sẽ mua cái gói bảo hiểm là 100 triệu. Đây ạ, chúng ta chọn vào cái gói bảo hiểm 100 triệu. Trong đây. Đồng thời là chúng ta mua thêm với ạ. Là chẳng hạn như là trả, đấy nha, quyền lợi nhá, là chi trả 100% số tiền bảo hiểm nếu người được bảo hiểm bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư đi ạ. Đấy, quyền lợi tiếp theo đó là chi trả thêm 20% số tiền bảo hiểm. 25% số tiền bảo hiểm, có nghĩa là mình mua mệnh giá 100 triệu thì thêm được 25 triệu, đúng không ạ? Nếu người được bảo hiểm còn sống thêm 24 tiếng kể từ ngày chấm chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, thì có nghĩa là báo cáo với tất cả cô chú anh chị là ung thư mà phát hiện ở giai đoạn sớm hoặc là giai đoạn giữa mà tinh thần tốt, kết hợp với lại chế độ ăn uống điều độ, thể dục và các cái phương pháp điều trị thì vẫn là trở về âm tính bình thường, hoặc là các cái bệnh ung thư mà liên quan không ác tính thì vẫn không phải là cái bệnh quá chi là quái ác. Nếu chúng ta phát hiện sớm và điều trị tốt thì như vậy là nếu khách hàng mà chúng ta sống thêm thì công ty sẽ trả thêm 25% nữa. Đồng thời là nếu giả sử như mà mắc cái bệnh ung thư đặc biệt thì công ty của quân đội sẽ chi trả thêm 25% số tiền bảo hiểm nếu người được bảo hiểm bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư đặc biệt. Thì chúng ta tích vào đây, chúng ta tích vào đây. Đây này, để cho công ty tính phí. Ở đây là công ty tính phí, căn cứ vào độ tuổi. Đấy, ví dụ như Thịnh đang chọn 100 triệu. Thì như vậy là chúng ta sẽ bảo vệ thời kỳ đóng phí nhá, là chúng ta sẽ đóng hàng năm một.
Đấy, hợp đồng 5 năm. Báo cáo cô chú anh chị là mỗi một lần hợp đồng là 5 năm. Đấy, sau 5 năm thì chúng ta tiếp tục hợp đồng. Thì trong cái thời hạn 5 năm này này, được cái là cô chú anh chị và nếu mua thì chúng ta không phải đi kiểm tra y tế, mà chúng ta chỉ có là trả lời 3 cái câu hỏi mà do công ty đưa ra. Thì 3 cái câu hỏi này chúng ta trả lời xong thì công ty sẽ thẩm định và đồng ý cho hợp đồng. Và trong 5 năm này, sau khi kết thúc 5 năm mà khách hàng có tham gia tiếp thì công ty có thể yêu cầu khám y tế, kiểm tra y tế, hoặc là cũng trả lời các cái câu hỏi theo cái quy định của công ty. Báo cáo cô chú anh chị như vậy. Thì như vậy là Thịnh sẽ tạo cái bảng minh họa ngày tháng năm sinh với cái sản phẩm là ung dung sống trọn. Số phí bảo hiểm là 685.000. Thời hạn hợp đồng là 5 năm. Thì như vậy là quyền lợi này, cái quyền lợi này báo cáo cô chú anh chị này, quyền lợi bảo hiểm bệnh ung thư được trả nếu người được bảo hiểm bị chuẩn đoán bị mắc bệnh ung thư là 100 triệu. Còn nếu mà ung thư đặc biệt thì trả thêm 25 triệu nữa. Và nếu mà khách hàng mà bị ung thư mà sống thêm, tức là giai đoạn đầu, giai đoạn giữa mà phát hiện kịp, chúng ta vẫn có thể là cứu chữa được, thì sống thêm thì công ty trả 25 triệu nữa. Đấy, báo cáo của chú chị như vậy. Nhưng chúng ta chỉ mất có như tuổi của Thịnh thì là trong hồ sơ là 40 tuổi. Trong hồ sơ là 40 tuổi. Thì như vậy là chỉ có 684.000. Đấy. Cuộc sống của màu hồng thì cái 684.000 này coi như là làm từ thiện. Báo cáo cô chú anh chị như vậy. Nếu không thì cô chú anh chị, nếu không thì mà chúng ta mà mắc bệnh thì chúng ta ít nhất là chúng ta cũng đã có được cái số tiền nhất định để trả. Thì như vậy là chúng ta sẽ vào đây ạ. Thì báo cáo cô chú anh chị là Thịnh sẽ lấy cho cô chú anh chị ra một cái bản. Đấy. Sau này hợp đồng của cô chú anh chị sẽ dựa trên một cái bảng thông số kỹ thuật điện tử là có check-in mã vạch QR. Đấy. Thông tin của bên mua bảo hiểm là Lê Văn Thịnh. Đấy. Các cái thông tin ngày tháng năm sinh cũng như là số tiền đóng phí hàng năm. Đấy. Và chi tiết, đúng không? Đấy, chi tiết đây ạ. Đấy. Quyền lợi, có 3 quyền lợi. À, nếu giả sử như chúng ta không mua cái 25 triệu này, tức là mắc bệnh hiểm nghèo hoặc là sống khỏe, thì chúng ta mua chỉ có 100 triệu thì hết có 380.000 ạ. Như tuổi của Thịnh hết có 380.000 thôi. Nhưng ngày hôm nay cô chú anh chị mà chúng ta lại mua thêm cái nội dung này thì chúng ta mất có 684.000. Thì báo cáo với cô chú anh chị là đây là cái Thịnh minh họa cho cô chú anh chị biết cái nội dung, cái sản phẩm của công ty bảo hiểm nhân thọ của Ngân hàng Quân đội đang phục vụ cho quý khách hàng. Thì mặc dù cái điều kiện hiện nay là tình hình COVID đang diễn biến hết sức phức tạp, tuy nhiên là cái vấn đề về bảo vệ sức khỏe và bảo vệ cái tài chính không may gặp rủi ro là một cái trong những cái mà quý khách hàng cũng như là nhân dân chúng ta quan tâm. Trong cái điều kiện kinh tế khó khăn, tuy nhiên là chúng ta bỏ ra một số tiền nhỏ và thì công ty sẽ chi trả nếu như quý khách hàng mà gặp rủi ro. Thì nếu ai có nhu cầu thì xin được liên hệ với các tư vấn viên, trong đó có tư vấn là Lê Văn Thịnh ở xã Minh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa, là chuyên viên tư vấn tài chính của công ty bảo hiểm nhân thọ MB của quân đội, sẽ tận tình và thiết kế cũng như là cho quý vị khách hàng những cái hợp đồng mà có cái giá trị quyền lợi cao nhất để được công ty chúng tôi bảo vệ cho quý khách hàng. Số điện thoại là 0968 452 968. Chúng tôi xin nhắc lại là 0968 452 968. Xin được chân thành cảm ơn và chúc cho tất cả cô chú anh chị với khách hàng những cái lời chúc tốt đẹp nhất, đặc biệt là cầu mong làm sao để qua được cái cơn đại dịch mà chúng ta không những nhân dân Việt Nam và trên thế giới đang phải chịu. Xin được chân thành cảm ơn.